Rồi, vậy thì nói về cấu tạo của mạch máu là có ba lớp, áo ngoài, áo giữa, áo trong. Vậy thì nó là gồm những lớp nào? Đây, cái lớp này là động mạch thì đây, chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Cái vùng này, cái vùng này là lòng mạch máu này. A hay là B là lòng mạch máu. A, ha. Như vậy cái vùng này là gì? Thành mạch. Đối với cái máu ở bên này cũng là thành mạch ha, là cái lòng mạch ở đây, cái động mạch chủ ha. Rồi sau đây là cái thành mạch rồi ha, thì chúng ta xem cấu tạo ba lớp của nó. Trong và dưỡng mô lát
rồi cái áo trong mà mình bỏ mặt bên trong mà mình muốn ăn cơm ha, cái áo ngủ nó buồn buồn gì khoảng là khoảng từ mà chuông trong tới mà chuông ngoài thì nó đã ngủ nhiều cái áo chuông của nó đúng không? Và thêm cái gì đây ha, những cái bào này là cái bào gì, cái bào màu tím tím này nha, cái màu tím chậm này đó là những cái bào cơ trơn ha, thì đây chính là cái lớp lớp áo ngực này chính là lớp cơ trơn hay mạch máu ha, còn áo ngoài là bôi kết ha. Rồi và chỉ có những cái động mạch ha, động mạch chủ hay là những cái động mạch lớn thì chúng ta mới thấy được cái lớp xương này, còn những cái mạch máu thông thường chúng ta thấy rồi ngoài ra các em xem cái vùng ngoài đây nó có vùng nước sẽ có những cái mạch máu nhỏ ở đây, người ta gọi là trong mạch, vùng mạch máu ở đây rồi cũng lớn là cái mô hơi ha, là mạch máu đây nó thấy là một cầu ở đây, cái loại cầu ha, thì nó ở đây là cái loại nội mô, đó là mạch máu, và chỗ này là mạch trung tâm ha. Rồi những cái vùng này là gì, cơ trơn hay mạch máu, đây là những cái áp chung của các áp chung của lớp áo ngực, cơ trơn các áo ngực thì nó mạch chung ngoài cùng này, cái áp chung ngoài cùng nó là mạch chung ngoài, ở bên này là áo ngoài, các chúng ta thấy nó mạch chung trong rất là rõ ha. Giờ ta có kêu bạn hạt thì chúng ta cần phải xem qua phần nha, đó là cái mô lớp đỡ của ta, nó là cái mô lớp đỡ giờ cái đường mạch huyết và mô mạch huyết, cái đường mạch huyết đó là cái đường có cái mạch huyết đi tới hạch nhá, đi vô và đi ra như thế nào, và mô mạch huyết là cấu tạo của hạch, mô chống đỡ thì nó có là vỏ sơ, vách sơ và vây sơ, nó đều là mô liên kết hết, nhưng mà vị trí của nó khác nhau trong cái hạch đó, trong độ dày nó khác nhau. Còn đường mạch huyết thì chúng ta có là mạch huyết quản đen, nó đang là mạch huyết quản đen trong dưới vỏ và bề ngang. Trong cái lao của chúng ta thì có thể thấy là cái mạch huyết quản đen, có thể ta không thấy ha, là mạch huyết quản đen hầu như không có. Thì chúng ta xem được cái gì các em ha. Chúng ta có xoang dưới vỏ, xoang quanh ngang và xoang nội, có nghĩa là gì, từ ngoài vào trong mắt nó sẽ đi vào cái đường mạch huyết quản đen ha, nó đổ vào cái xoang dưới vỏ, xong rồi đi vào quanh ngang, ngang là cái ngang lymph mô là đổ vào tủy, sau đó thì nó dồn vào cái thành tố hạch và đi ra cái mạch huyết quản đen, nó là cái đường đi của cái mô của huyết. Rồi nói đến huyết quản hạch là mô mạch huyết này mà chúng ta có cái nang mạch huyết ha, chủ yếu là cái là lymph mô và dây tủy nó nằm ở trong hạch và dây tủy của hạch, còn nang mạch huyết nó nằm ở trong vỏ ha, bản chất nó đều là cái là lymph mô, nhưng mà những cái là lymph mô hoặc là hạch tụ tròn thì người ta gọi là nang, còn hàng cái dài cái bào thôi thì nó là dây tủy ha. Và chúng ta xem cái hình vẽ này ha. Thì cái này là bạch huyết quản đây lúc đây ha, nó đổ vào lỗ hạch và đi ra, còn bạch huyết quản đen á có rất là nhiều các bạch huyết quản đen đây ha, thì tùy theo cái lớp sắt chúng ta có thể thấy là một thì khi mà nó đi vào cái vùng nó đi tới cái bạch huyết quản đen ha, nó sẽ có cái van ở đây đổ vào trong cái van điều đi vào xoang quanh ngang, đi vào xoang tủy thế này, ngang, và đi ngang này, vẫn không còn đi. Vậy thì cái vùng màu vàng này nha, cái mà được vẽ bằng màu vàng đó chính là cái phần mô liên kết, là vỏ sơ, các sơ, và ở trong cái vùng này có cái mảng mô liên kết mỏng, là dây sơ. Vỏ sơ nó sẽ tạo thành một cái bao bên ngoài của hạch, rồi nó sẽ đi vào trong, chia nhánh vào trong, tạo thành các tác sơ. Thì càng đi vào trong sâu trong cái tủy hạch thì nó sẽ mỏng hơn, ít hơn ha, ít sợi collagen hơn. Và các cái nang lymph mô là cấu trúc này, nó thành cái cấu trúc dạng vòng tròn như thế này. Và ngoài ra thì nó sẽ xen kẽ cái bao lymph mô này ha. Thì người ta gọi là cấu tạo gồm có ba vùng các em ha, vùng vỏ, vùng cận vỏ và trong này là vùng tủy của hạch.
cùng vỏ giữa nó bắt nam thành tròn, nó cùng chặt vỏ lên cái đá nó dày đặc và cùng tuyển cái là cái dạng ấy. Cái dạng nó mỏng hơn ha, và nó có can cản hơn trước mặt trông. Cái đám can của chú bạn thực tế đó, đang là được cắt ơn. Thì đây là cái vùng, những cái vùng ngoài này gọi là vùng vỏ của hạt ha. Vùng trong này là vùng tuyển, chỗ này là tốt hạt. Vậy thì chúng ta nhận diện được môi trước không? Đây, ha, môi trước này. Nó bao xung quanh này, ha. Nó tạo nên cái vỏ bao. Rồi, vậy thì cái này là cái vỏ, nó là vỏ tơ. Và nó chia nhắn như vào, là cắt tơ ở đây. Cái cắt tơ, ha. Và trong này nó sẽ có cái môi trước mà nó là dây tơ, ha. Nó là có cái cục tủy, là dây tơ. Rồi, cái phần mô bạch huyết thì chúng ta thấy một cái nam nhân khô tròn tròn đây ở vùng vỏ, vùng cận vỏ những cái đá này, và trong này là vùng tủy. Vậy thì trong vùng tủy này các em thấy những dải màu đỏ này ha, đó là cái vỏ là gì, cây tủy ha. Thì nhìn chung toàn bộ cấu tạo của hạt này nói về cái mô bạch huyết thì hầu như đều là tức là gì, nhân khô ha. Đây là cái đám tế bào lymph khô, nhưng mà các tên gọi khác nhau. Vị trí nằm bên ngoài cái nam này thì gọi là nam lymph khô ha, nam bạch huyết, còn trong này thì gọi là cây tủy. Rồi vậy thì nhìn vào cái nam này để có cái tổ thôi, đầu tiên các bạn nhận diện được nó là hạt cả ha, để nhận được hạt. Giờ sau khi mà nhận diện được đây là nam hạt thì phải trả lời được cái cấu trúc của này, nhận diện được cấu trúc ha. Vậy thì có nhiều bạn các bạn hỏi là phân biệt ra cái dây tủy này với cái dây sơ phân biệt như thế nào. Đây là một cái dây sơ, đây là một cái dây tủy, phân biệt thế nào đây? Dây sơ thì nó mạnh hơn ha, và về bản chất thì nó là mô gì, mô liên kết, thì chúng ta thấy sợi collagen nó không có một sợi. Còn dây tủy thì nó là gì, một giải cái tế bào gì, lymph khô, nó có màu hồng hồng và đỏ lên, màu đậm hơn. Bây giờ cô đi thi hỏi vùng gì thì trả lời là vùng vỏ ha, vùng này, vùng cận vỏ, vùng tủy. Rồi cấu trúc gì, bao bên ngoài là vỏ sơ. Được, em nhìn cái hình này tổng quát trước đây thì chúng ta thấy là cái mô bạch huyết cấu tạo khác đúng không? Còn nếu mà là mô liên kết, chỗ nào là mô liên kết thì ra không? Được, ha. Giờ vậy thì những cấu trúc này đang nói về mô liên kết, chúng ta nhìn cái vị trí chúng ta sẽ phần đen thôi ha. Bỏ sơ, bắt sơ, và đây là đây sơ ha. Chúng ta phân biệt cái mô liên kết các mô bạch huyết ha, khác nhau. Rồi những cái khoảng trắng, các bạn nhìn khoảng trống thì nó sẽ là xoang ha. Vậy thì xoang mà ngay cứ cái vỏ sơ người ta gọi là xoang dưới vỏ ha. Xoang mà nó chạy ở xung quanh cái nam bạch huyết người ta gọi là xoang quanh nam ha. Đây là cái xoang này. Rồi những cái xoang mà bên trong thì mình nghĩ là gọi là xoang tủy. Dễ thương ai nhờ tiếp theo vị trí mình trả lời đây là dây tủy, có chút gì, dây tủy, dây tủy, rồi cấu trúc này là vỏ sơ, vỏ sơ, và cái nhìn đây là cái bạch bạch huyết này, này nó rất là mỏng, hầu như chỉ có cái lòng mỏng không cái cơ thôi hết ha. Đây cái bạch huyết, nhưng mà chúng ta không có nói được đây là bạch huyết bạch đến các em nha, vì không thấy bạch huyết bạch đến thì bạn thấy rõ đi ra mới nói bạch huyết bạch đến. Ở đây chúng ta thấy rất là nhiều cái bạch bạch huyết ở việc cắt qua các chất dịch khác nhau. Giờ cấu trúc này là vỏ sơ ha. Đấy, xoang gì, dưới vỏ, xoang này quanh nam, xoang tủy ở đâu, cấu trúc này là gì, có phải mạch máu không, có là
cái khi nó hỏi là kêu bản gì thì trả lời như đức ha, dựa vào cái vùng phạm vi là vùng trung tâm nó khác hoàn nhau, và quan trọng là trong cái vùng trung tâm này chúng ta thấy nó có kích thước tròn ở đây à, không đều nhau, kích thước lớn nhỏ không đều nhau, đó là những chủ thể khách quan. Chúng ta đưa lên một cái nhóm ha, cũng hơn chúng ta nhìn thấy chỗ đây là một cái nhìn. Màu tím này là màu
trắng, ta để trắng. Hỏi là bị trắng nhưng mà nhìn không trắng đó không? Đúng. Rồi. Vậy thì những cái tuần sang kẽ với bị trắng sẽ là bị đỏ. Của lại. Được không? Và cái phần mô hình kết bao ngoài này. Nhìn vào phân biệt được cái mô hình kết và cái mô của lại không? Được không? Mô hình kết bao ngoài và rõ sơ. Và những cái mô hình kết lớn này ở trong đó. Rồi, bởi vì nằm hai bên.
Vậy thì đây đó là nói về cái cấu trúc ở đâu? Vị nào? Đỏ. Trong cái mặt đất thì có một vị đỏ. Nha. Còn động vật trung tâm là nói là trong trắng. Trắng. Thì trong cái phần vị đỏ này các em cũng thấy những cái mạch máu trong này nha, chúng ta cứ còn nó là mạch máu không? Thì có thể nhận diện cái mạch máu ở đây. Đẹp sơ ha. Rồi. Cấu trúc này là toàn gì? Toàn tĩnh mạch lách. Toàn tĩnh mạch lách. Nha, chúng ta còn nói đầy đủ toàn tĩnh mạch lách. Thì ở đây đang có tĩnh mạch lách, ở đây nhìn vào cái mạch lách. Rồi đi thay, không có để ở đây gì hết. Để nó hình thôi. Cấu trúc gì? Trả lời là không? Sao không? Nó đâu có đúng với cái thằng nào chúng ta đã học đâu. Đúng không? Không thể đúng. Thì có lẽ mới có cấu trúc này thôi. À, thì chúng ta phải học ăn nào nhớ là nó. Cái đặc điểm của nó là gì? À. Rồi vậy thì hỏi cái cấu trúc này nó là gì? Dây lách nha. Và cái hình dung là trong cái nền này nè, sẽ là một cái mô lưới. Cái mô lưới sẽ có những cái lắp lưới để cho những cái nào này nó đến lên, những cái nào lách nó đến lên. Và cái mô lưới là cái mô nền nè. Em hình dung như vậy. Và chính cái mô lưới này nó sẽ tạo ra cái hệ thống xoan. Nha. Hệ thống xoan, mà mặt cả xoan này. Kêu bạn gì đây? Kêu bạn gì? Rồi, nó lại cấu trúc này. Mỏ tơ. Cấu trúc này. Về bản chất có giống cái này không? Nhưng mà ở bên trong bèn sơ. Đây. Bèn sơ luôn. Vùng này là trắng. Với gì? Bèn trắng. Bèn trắng luôn ha. Đã thấy cái động mạch trung tâm này. Đâu. Rồi, tức là cái động mạch này vùng này là gì? Vị đỏ. Rồi cấu trúc gì? Vị trắng của lách. Động mạch trung tâm. Cái vùng này là gì? Vị đỏ ha. Cấu trúc gì? Là vị đỏ ha. Cấu trúc gì? Bè sơ. Bè sơ. Bè sơ luôn ha. Cấu trúc này. Dây. Dây lách. Đây là. À, hoặc là có thể hỏi cái toan này, toan tĩnh mạch lách nha. Giờ tóm lại thì trong năm cái lần hôm nay chúng ta khá liên quan đến mạch máu ha, chúng ta còn điểm ba lớp áo của mạch máu. Giờ không phải học trong cái lần này đâu mà những cái lần khác và những cái lần mà chúng ta đã học trước giờ cũng thấy rất là nhiều mạch máu ha. Thì mình thấy các bạn có phần cái nhận diện ha. Giờ trong cái lúc thì nhớ là con điểm rồi bây giờ mình nghe.